Từ khi Mỹ Hào trở thành thị xã, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị đã được quan tâm. Tuy vậy, tình trạng xây dựng công trình không phép và sai thiết kế quy hoạch xây dựng xảy ra còn nhiều, làm ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan của đô thị, nhất là trên các tuyến trục chính, khu vực lõi đô thị và dự án phát triển vào khu dân cư mới. Năm 2020, toàn thị xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được 24 công trình. Từ đầu năm 2021 đến nay được 40 công trình và lập biên bản xử lý 37 công trình, quyết định xử phạt 2 công trình vi phạm hành chính trật tự xây dựng. Nguyên nhân là do các xã, phường chưa quyết liệt, chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, chưa tập trung cao trong việc tuyên truyền hướng dẫn người dân về cấp phép xây dựng. Cái ý thức, cái quan điểm của người dân vẫn mang theo cái lối sống ở nông thôn, ví dụ là đất nhà tôi có bao nhiêu tôi xây cần đấy, hoặc đất nhà tôi quyền xây của tôi nên tôi không phải báo cáo. Và cái thứ hai liên quan tới cái chỉ giới hành lang an toàn giao thông, thì sau khi có những cái tuyến đường có tên thì nó sẽ có những cái chỉ giới về cái hành lang giao thông, thì khi đó là sổ đỏ của dân đã được cấp rồi mà, thì cái đây là sẽ là khó khăn trong công tác cấp phép. Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào có chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện xây dựng theo quy hoạch phải cấp phép xây dựng theo quy định, tập trung cấp phép xây dựng các công trình tại các tuyến đường trục đô thị, trục đường quy hoạch, đường trục các phường, trục đường tổ dân phố. Đồng thời, giao chỉ tiêu cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các xã phường. Thông báo liên tục nhiều lần trên hệ thống truyền thanh và các cái tổ dân phố để cho người dân nắm được, kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm trong quá trình xây dựng nhà ở mà không xin cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tập trung tham mưu với ban thị xã giao các cái chỉ tiêu về cấp phép xây dựng, về cái xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với từng xã phường để mà tăng cường cái công tác quản lý này. Thứ hai nữa là tăng cường cái tuyên truyền vận động nhân dân trong cái việc ý thức chấp hành về trật tự xây dựng, khi xây dựng nhà ở phải cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, thị xã yêu cầu tất cả những công trình xây dựng nhà riêng lẻ ở các phường bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. Tương tự như vậy là ở các xã, tại các khu đấu giá mới, khu trung tâm xã, đồng thời các phường, xã phải thường xuyên kiểm tra hàng ngày, phát hiện kịp thời các công trình sai phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu dừng thi công, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, quyết định đình chỉ thi công theo quy định, chỉ đạo lực lượng chức năng, cấm, không cho phương tiện chở vật liệu, người lao động và làm việc tại công trình xây dựng vi phạm.